bệnh thì vái tứ phương, ai mắc bảo gì cũng làm theo. Trong lúc tuyệt vọng, vợ ông Chính được người quen trong xóm chỉ cho bài thuốc của người thân ở nước ngoài, là lấy lá đu đủ vàng đã rụng xuống đất phơi khô, sau vàng nấu nước theo công thức, mỗi ngày 6 lá đu đủ và 2 muỗng canh gốc sả, bỏ vào 2 lít nước sôi để nguội và uống dần. Bản thân chị thì chị cũng chưa tin nữa. Đem về nấu cho ông uống thì ông ấy nấu cho em vui, uống cho em vui thôi. Chứ anh thấy thuốc đủ hết rồi mà không hết, thì cái này làm sao hết. Rồi chị nói thôi anh cứ uống đi, Mai Trang nói hay lắm. Thì nấu về anh uống dần dần thì thấy nó bớt nhiều đó chú. Vòng 3 ngày là anh đi tiểu. Nó tiểu nó vàng như là cái nồi cơm mình nấu khét mà mình hết cơm ra, mình ngâm mà mình hết cơm ra. Nó có bệnh vậy đó. Mà nó hôi. Cái là từ đó tới một tuần lễ sau đó là cái bụng anh nó sụt, nó mất một tấc. Tức là bình thường nó bụng nó lớn nhất là 114, mà anh uống một tuần lễ là nó sụt còn có 104 thôi. Rồi cái anh uống khoảng chừng 2 tuần nữa thì nó sụt còn có 94, mà bình thường cái bụng anh 96. Cái anh uống liên tiếp khoảng 2 tháng nữa cái bụng anh nó còn có 74 thôi. Là coi như anh về trong ngày á là anh kiếp xì dây anh cột, bị cái quần anh hồi xưa 96 luôn mà anh cột lại. Anh về anh chơi. Rồi từ đó là anh uống cái lá đủ cái củ sả từ từ cái nó giảm, nó giảm tới tháng 9 2013. Tức là cái này gần cái năm á, là anh xét nghiệm là cái khối u anh á nó còn có 20 tới 25. Mà trước đó là bao nhiêu hả? Trước đó là bao nhiêu? Trước đó hồi nằm Chợ Rẫy á là cái ông mà siêu âm, ông có sĩ siêu âm á, ông nói là 62, mà cái mục lớn nhất, còn mấy cái mục nhỏ là không nói gì đó, lớn nhất là 62, còn về tới mà anh khỏe rồi đó thì còn 20 tới 25. Sau cái anh uống anh siêu âm là còn cái bớt, sau nữa là hết luôn. Lúc đó chị mừng lắm, anh cũng mừng lắm. Sáng nào anh cũng phê chị là hôm nay anh đã khỏe nhiều rồi, anh đo cái bụng anh nó sụt đi phẳng tắc rồi. Rồi chị thấy cũng mừng lắm, vui. Mà nhưng mà anh rất là ốm, lúc đó anh ốm còn khoảng 40 kg à. Khi uống cốc với củ sả nó đã sẹp rồi đó, ông ăn được dần lên tháng đầu tiên thì ông tăng khoảng 7 kg, rồi tăng dần lên cho đến khi ông mạnh luôn, giờ ông mập lại bình thường đó. Vài tháng sau thì ảnh vô thì ảnh hoàn toàn bình phục bình thường, siêu âm lại là không có gì đổ bụng và trong gan không thấy gì hết. Em mới nói anh thôi bây giờ nếu vậy thì để anh vô bệnh viện của Long Minh đi, em sẽ cho anh kiểm tra CT, chụp CT cái bụng mình đánh giá được nó tốt hơn siêu âm nhiều. Và vô trong, tại vì ở trong mới có cái máy CT mới, ở đây em ra vô chụp, chụp đúng ra là cái gan hoàn toàn không có gì hết, hoàn toàn không có gì đổ bụng, chỉ có thấy cái dạ dày ảnh hơi dày thôi. Em có đề nghị ảnh là nên đi sau dạ dày kiểm tra, nhưng mà tới giờ thì ảnh thấy khỏe rồi, ảnh có đi. Đúng là cũng một trường hợp đáp ứng rất là lạ với một cái phương pháp điều trị mà nó mình cũng có lẽ từ đó giờ trong sách vở nó cũng chưa có. Hiện tại ông Chính vẫn sinh hoạt như một người bình thường, thậm chí là có phần sung sức so với độ tuổi 60. Hàng ngày ông đi về gần 30 cây số từ chỗ ở là ấp Tân Long 2, xã Tân Thanh Bình, huyện Mỏ Cày Bắc đến thị trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam. Ở đây ông đang khôi phục lại đàn heo rừng lai, vốn là thu nhập chính của gia đình trước khi ông đổ bệnh. Đặc biệt ông Chính luôn bận rộn với việc tiếp khách và tư vấn qua điện thoại cho rất nhiều trường hợp bị ung thư. Đã có trường hợp nhà ông Sáu Màng, nhà ông Chính tư vấn mà sau gần một năm kiên trì uống bột cóc, lá đu đủ và gốc sả, hiện bệnh tình đã thuyên giảm. Tôi nghe tôi khối gan ở thời kỳ cuối, mà gan tôi nó có ba khối lận, khối lớn nhất là 65, nhỏ nhất là 47, rồi tên Chợ Rẫy nó chạy rồi, xạ trị cũng không được, rồi quá vô quá chất cũng không được, mà mổ cũng không được, bị bú ác mà. Rồi tôi về tôi uống thuốc tây đâu chừng tháng,
mà nó sốt lên, nó sốt lên từng nhức á, nó nhức liên tục uống riết mà sao cái rồi tôi mới tìm bạn nè, nó xuống nó giới thiệu nó qua cái đồ đủ với cốc rồi tôi mới về, tôi làm có nhiều quá, có hai món rồi làm tới luôn á, tới bây giờ á, tháng nào tôi cũng siêu âm á, siêu âm rồi cũng có bớt thì không bớt nhưng mà nó nằm á, và ba khối nó nằm để đó hoài, đeo thì nó không đeo, thì uống rồi đi rồi có nhiều là uống tới hoài tới giờ luôn. Bây giờ nè, cái uống thuốc á thì anh ai ai cũng khuyên là cái kiên trì uống thuốc, cái người chăm sóc phải thiệt tình chăm sóc, cái thứ ba nữa là tinh thần của người bệnh à thoải mái, đừng nghĩ tới cái chết, mà phải nói rằng uống thuốc rồi mình sẽ sống thì mình sống.